Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng Tiền Thông Minh trên kênh SBNC với chủ đề thảo luận là doanh nhân và sự học cùng với hai cựu học viên của Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa chị Duyên và anh Trường, thì khi mà mình đi học là doanh nhân chắc chắn là rất là bận rộn. Cái thời gian dành cho đi học nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công việc của mình? Anh Khánh hỏi một câu rất đúng. Thực sự là khi đi học tôi đã phải sắp xếp rất là nhiều để có thể dành thời gian vào mỗi buổi tối có thể tham gia vào chương trình. Tuy nhiên cái mà tôi thấy được là mang lại là khi mình học, cái khả năng làm việc của mình tốt hơn. Mình có thể rút ngắn lại thời gian làm việc. Nên dù có sắp xếp thời gian nhưng hiệu quả công việc mang lại cao hơn, thì tôi cho đó là một điểm chấp nhận và cải tiến được. Nên là tôi cũng quyết định là vẫn phải dành thời gian để đi học. Dạ. Ở anh Trường thì thời gian thì chắc chắn là tại những thời điểm là chúng ta phải nỗ lực hơn, thậm chí gấp đôi gấp ba lần rồi. Tức là ngoài cái thời gian chúng ta đi làm bình thường, buổi tối chúng ta về học, chúng ta dành thời gian cho những cái bài tập và những cái phần nghiên cứu tiếp theo, thì chúng ta phải đặt mục tiêu là vì sao chúng ta cần dành những thời gian đó. Thì khi mà chúng ta thấy là chúng ta tới lớp, chúng ta gặp những bạn bè trong lớp, chúng ta học được những kiến thức mới, chúng ta cảm thấy thích thú, cảm thấy hưng phấn hơn và quay trở lại công việc chúng ta làm tốt hơn, thì những cái thời gian chúng ta bỏ ra những nỗ lực gấp đôi gấp ba như vậy thì nó cũng xứng đáng với lại những công sức chúng ta làm. Là doanh nhân mà đi học thì chắc chắn là khác xa với lại sinh viên. Thì ở đây các anh chị trông đợi một cái môi trường học tập như thế nào? Thì cái mong đợi của người doanh nhân nó khác tí xíu như thế này. Nhất là cái môi trường học nó phải linh hoạt. Tức là người doanh nhân người ta khi người ta làm trong công việc á, đã gặp rất nhiều cái áp lực rồi. Thì trong môi trường mình chúng ta nên có cái sự hỗ trợ linh hoạt về mặt thủ tục hành chính, về mặt giấy tờ, và nhiều lúc trong cái thời gian học á, chúng ta có những cái linh hoạt nhất định về mặt đăng ký môn học hay là về mặt quản lý những các chương trình đào tạo. Thì cái nhất là chúng ta quan tâm tới việc là chương trình nó linh hoạt. Thứ hai là chúng ta làm sao có những cái sự hỗ trợ kịp thời, và cái mặt truyền thông trong quá trình học rất là quan trọng để làm sao cái người vừa đi làm vừa đi học người ta cập nhật được những kiến thức một cách nhanh chóng. Khi mà những người giảng viên, những người đứng lớp, những người thầy dạy cho mình, thì anh chị trông đợi về một cái người đó sẽ là một người như thế nào để có thể thuyết phục mình? Thì cái người thầy mà ngoài cái mặt kiến thức về lý thuyết á, là cái đó là cái hiển nhiên cần phải có một người thầy á. Thì chúng tôi rất là mong chờ một người thầy có một những cái kinh nghiệm thực tế. Thì đa số các thầy trong cái chương trình chúng tôi học thì đều mang những cái kiến thức thực tế qua rất bề dày kinh nghiệm mà các thầy đã làm qua. Thì các thầy chia sẻ để chúng tôi thấy được những cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Thì chúng tôi rất là hài lòng với những cái người thầy mà người ta vừa có áp dụng hài hòa giữa lý thuyết và cái kinh nghiệm thực tế. Còn đối với tôi thì tôi cũng đồng quan điểm với lại anh Trường. Tôi cũng mong muốn là người thầy ngoài giỏi kiến thức về chuyên môn, họ phải hiểu về thực tế để có thể hỗ trợ chúng tôi trong những cái tình huống thực tế. Nhưng mà quan điểm của tôi có thêm một cái là đối với tôi, giáo viên và giảng viên nên là những người có tâm. Và điều này là tôi thật sự hài lòng với chương trình của mình. Mình không phải lo chạy chọt một cái gì bên ngoài, ngoài mục đích học hành thực sự để cuối cùng mình đi đến cái kết quả cuối cùng. Lúc nãy anh Trường có nhắc đến việc là thảo luận nhóm ở trong các lớp học. Như vậy thì chia sẻ kinh nghiệm một chút từ anh Trường đi. Thì để cho các doanh nhân khi họ đang cân nhắc việc đi học, thì ở đây khi tham gia vào học một những khóa như thế, thì làm thế nào để cái việc thảo luận nhóm nó được hiệu quả nhất từ những kinh nghiệm đã từng đi học của mình? Thì kinh nghiệm của chúng ta là chúng ta cần phải tham gia 100%. Tức là khi chúng ta làm việc nhóm thì tất cả thành viên cùng phải làm. Chúng ta đừng nghĩ là trong nhóm mình có 5 người, mình không làm thì có 4 người còn lại làm. Thì thực ra cái anh mà nghĩ như vậy là anh sẽ nhận được ít nhất. Thì khi mà tham gia chúng ta có 4-5 người làm nhóm chung, chúng ta có nhiều góc nhìn chúng ta mổ xẻ chung. Thì chúng ta vừa làm việc nhóm xong, chúng ta sẽ học được những bài học rất giá trị. Chúng ta phải tham gia 100% vào cái việc làm nhóm đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái kết quả chung của nhóm. Là kết quả của một nhóm nó đến từ các thành viên đóng góp trong đó. Thì chúng ta chứ không phải chúng ta phó mặc cho những cái bạn khác vì chúng ta quá bận và chúng ta không có thời gian. Thì tôi thấy hai cái việc đó rất là quan trọng. Còn đối với tôi là tôi tham gia khóa học đào tạo sau đại học, tôi hy vọng ở tìm được các mối quan hệ xã hội. Nên là tham gia nhóm, tham gia các lớp học là nơi mà tôi mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội. Và tôi nghĩ là mọi người có thể làm việc nhóm tốt với nhau khi mà họ có một cái mối quan hệ không chỉ là trong lớp học mà phía bên ngoài công việc. Cái triết lý như lúc nãy chúng ta thảo luận của nơi anh chị từng học đó là làm kinh doanh thông qua những cái phương pháp nghiên cứu. Anh chị nghĩ sao về cái kỹ năng nghiên cứu của mình khi mà trước khi tham gia khoa học và sau khi tham gia khoa học? Cái này chia sẻ thật tình luôn. Tức là trước khi tham gia khoa học thì kỹ năng nghiên cứu của mình gần như bằng không, và sau khi tham gia khoa học thì chúng ta có một cái nền tảng nghiên cứu rất là vững chắc. Đặc biệt chương trình ở đây là chương trình về hệ nghiên cứu, thành ra chúng ta làm
có được những cái phương pháp luận và nghiên cứu để đọc những cái báo cáo hay những cái bản nghiên cứu của những nhà nghiên cứu trước, người ta áp dụng vào công việc và chúng ta đưa những cái giải pháp cho những cái vấn đề chúng ta đang gặp phải. Và sau khi học xong thì tôi tự tin là tôi có một cái khả năng nghiên cứu tốt để có thể tiếp tục học những cái chương trình sâu hơn về nghiên cứu ở những cái chương trình tiếp theo. Cái kỹ năng nghiên cứu nó có vai trò như thế nào đối với doanh nhân? Nghiên cứu có vai trò là khi mà doanh nhân á, người ta gặp những vấn đề thường xuyên xảy ra trong công việc và chúng ta không biết là thế giới nó đang thay đổi hàng ngày như thế nào, thì chúng ta cần phải đọc được những cái phần nghiên cứu của những cái tác giả trước để chúng ta áp dụng vào cái những cái sự thay đổi đó và chúng ta tìm những giải pháp cho doanh nghiệp chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta đợi một cái người ta đọc ra sẵn rồi mà ta dịch lại cho chúng ta để chúng ta hiểu thì lúc đó chúng ta chỉ thấy được bề nổi thôi mà chúng ta không thấy được bề sâu trong cái bản nghiên cứu đó. Tôi thì có suy nghĩ thế này. Thật ra các doanh nghiệp hiện nay họ muốn chạy đua đến cái mức mà mình giành được thị phần hay mình nâng cao được cái lợi nhuận cuối cùng của mình á, thì họ phải nghĩ ra được cái mới, có những cái gì khác với những người khác. Thì các chủ doanh nghiệp ngoài cái khả năng, và ví dụ như là nếu mà anh có thời gian anh đầu tư cho cái thời gian cho việc nghiên cứu riêng anh á, thì tốt. Còn nếu không anh đã thuê người khác thì anh phải đọc được là liệu người ta làm có đúng không, cái số liệu người ta mang lại cho anh có thực tế không, áp dụng được ở doanh nghiệp của anh hay không. Nên là cái việc mà đào tạo theo chương trình nghiên cứu đó, giúp tôi và tôi nghĩ các anh chị mà làm kinh doanh riêng á, thì họ sẽ có thể đọc được các báo cáo nghiên cứu, mình có thể outsource được cái phần mà nghiên cứu cho mình và mình hiểu được là cái đó có chuẩn, có qualify được, cái đáp ứng được cái mong đợi của mình hay không. Như vậy sau khi tham gia khóa học rồi quay trở lại công việc hiện tại của mình thì anh chị thấy mình khác như thế nào? Thứ nhất là rất là tự tin. Thứ hai là chúng tôi luôn luôn tìm tòi làm thế nào để áp dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn một cách là hiệu quả nhất và làm sao truyền tải những kiến thức là cao cấp á, xuống một những cái thành những cái công việc hàng ngày và đưa những kiến thức đó làm sao nhân viên chúng ta có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Thì đó là chúng tôi làm tìm cách để truyền tải những cái mà chúng tôi đã học được trong chương trình vào cái công việc thực tế hàng ngày. Và sau đó là chúng tôi làm sao như chị Duyên nói là chúng tôi tìm những kiến thức mới liên tục để cập nhật hàng ngày, tại vì sau 1 hay 2 năm học thì những kiến thức có thể là bị lỗ thời đi, thì chúng ta phải làm sao để tìm những kiến thức mới để cập nhật vào. Tôi cũng đồng ý quan điểm với Trường. Tôi tự nhận thấy là sau học xong mình tự tin hơn, mình có nhiều cái cơ hội trong công việc hơn. Vâng, cảm ơn hai chị đã chia sẻ. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của hai cựu học viên Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về chủ đề doanh nhân và sự học. Đến đây thì chương trình sẽ được khép lại. Quý vị có thể xem lại đoạn phỏng vấn này trên trang web của kênh FBNC tại địa chỉ fbnc.vn. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong phần tiếp theo với những nội dung đáng chú ý khác.